Cách đây 2 năm, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học WOW ở thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thực hiện liên kết với 17 nhà vườn trồng cam và ổi để tư vấn hướng dẫn về kỹ thuật trồng theo hướng hữu cơ. Tuy nhiên hiện nay chỉ còn 3 nhà vườn đạt tiêu chuẩn để công ty bao tiêu sản phẩm, 13 nhà vườn bỏ dở giữa chừng. Và một nhà vườn trong quá trình đánh giá chất lượng thì công ty phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong mẫu nông sản. Muốn được năng suất cao nhưng cả nhà vườn vẫn sử dụng với cái cách canh tác cũ thì dẫn đến là sau khi nông sản đã thu hoạch thì WOW Food tiến hành bao tiêu đầu ra thì lấy mẫu đi test thì phát hiện ra là có chứa tồn dư các hoạt chất hóa học ở trong đấy. Trồng theo hướng hữu cơ yêu cầu người nông dân phải sử dụng phân hữu cơ và thuốc trừ sâu sinh học. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng phân bón hữu cơ Việt Nam đang cung cấp và sử dụng chỉ chiếm khoảng 25% so với phân bón vô cơ. Trong khi đó, việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ còn rất khiêm tốn. Điều này phần nào phản ánh khó khăn về vật tư đầu vào để phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ của các mô hình. Chúng tôi cũng nâng đau đầu về cái đoạn đó là phân bón. Cũng rất nâng khó khăn bởi vì ở hiện tại như ở đấy thì là chưa có. Chưa có nhà cung cấp, tôi là dư phải kết nối của công ty khi nó mới đam được hữu cơ. Chứ không dư mà mua ở ngoài thì nó trôi nổi thị trường thì cũng chưa biết được. Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh, diện tích được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam đang còn hiệu lực là 93,52 ha, gồm lúa, cam, bưởi, hồng và rau các loại. Tuy nhiên, việc duy trì cũng như mở rộng diện tích đang gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân như quy trình sản xuất, tài liệu tập huấn nông nghiệp hữu cơ chưa phổ biến, các sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường do giá thành cao, chưa có chính sách, việc hỗ trợ các mô hình đang ở dạng lồng ghép chưa đủ mạnh,